bạn ơi, nguyên cái đầu cái lắm. Không chỉ là cái đầu thôi đó. Vô à, học chơi bớt thôi. Mồi bén các bạn. Trời ơi, cái lá trời bỏ chứ. Trời ớt cay chỗ này sao ăn trời. Cay đâu cay. Bỏ sắc đâu cay, sắc sao nè. Các bạn cũng thông cảm nha, mình thì không ăn cay được. Mà lai. Mà mình không biết uống rượu luôn. Bởi cho nên bởi cho nên mình cũng hơi kén ăn tí xíu. Ba vô đây. Ba cái này nút. Cái gì nó lại coi. Búi cửa hết. Trời ơi trời, ghê chưa, đâu chỉ luôn coi, chỉ ơi ai đâu. Thôi. Tao phải đưa là con đưa chay cả bạn đó. Có lại tại con này nó bự con quá, gần nó cọt 100 gram nó 4 kg rồi. Đâu nè. Mình đã tới Vĩnh Thuận rồi các bạn. Hôm nay mình đã xuống phà của Thái miền Tây. Nguyên cái phà mới cắt nha các bạn. Bây giờ anh em đang đậu lại để ăn cơm. Thôi bữa nay mình ăn cơm ké ăn bữa nữa. Hôm nay mình xuống tới Vĩnh Thuận nè. Các bạn coi anh em đang ăn cơm. Chà. Sợ là chờ cái gì vậy? Chết luôn rồi. Bị sự cố các bạn. Rồi đang ngồi té dưới luôn các bạn. Rồi, trời ơi. Đây là cha ngồi chích ra giùm con đó cha. Rồi đây thì các bạn cũng biết rồi ha, đây thì tắm mát. Rồi đây thì hí heo. Các bạn. Nó toàn mở luôn. Trời ơi. Cửa cửa kìa vô học chơi bớt thôi. Mồi bén các bạn. Trời ơi cá lóc. Trời bỏ chứ. Trời ớt cay kiểu này sao ăn trời. Cay đâu cay. Bỏ sắc đâu ra đâu sắc sao nè. Các bạn cũng thông cảm nha, mình thì không ăn cay được mà lai. Mà mình không biết uống rượu luôn. Bởi cho nên bởi cho nên mình cũng hơi kén ăn tí xíu. Cái ăn xuống có dạng đó không ăn nhỉ? Ừ, có dạng đấy à. Nè, chén cơm bới sẵn cho mình giống như cơm cúng vậy. Cơm này. Trời gác đũa luôn kìa. Cơm rồi. Bạn cơm với mình nha. Không á, đang cơm ké các bạn. Quá trời luôn. Bạn ơi, nguyên cái đậu cái lắm. Không chỉ là cái đậu thôi đó. Sao cây không? Không. Có cây đó. Có lý, có lý. Có gà, có chả, phẩm trồng chung với xả nó cây dữ gì á. Có bữa hổm cay quá. Mình không biết ăn ớt các bạn. Tôi ăn còn muốn được. Mình cũng không biết nhậu nữa. Biết nhậu chưa? Không nói. Đặt cái bình với cái ấm mình, gì luôn. Mình ăn ké, mình ăn cái bò rồi lòng, cái đậu các bạn. Tới luôn. Máu mũi lắm. Ra hoài cái vụ đó. Phá vô đây. Bái cái này nút. Cái gì nó lại coi. Búi cửa hết. Trời ơi trời, ghê chưa, đâu chỉ luôn coi, chỉ ơi ai đâu. Thôi. Thấy ghê vậy trời. Trời ơi ba sườn điếp đủ trơn mà chỉ từ người nè các bạn. Đó 4 cây đồng trơn nè. Ghê chưa. Nó kêu cảnh. Nó dạ. Này rồi búi cửa. Có đâu, cảnh đồ má mày vậy chứ. Nó đánh nha đồ. Rồi bốn cây đồng chết à. Bữa này coi hồi chết chứ mà cho nó 59 bà. Đôi chết nó lắm rồi. Nghe rồi sao. Trời trời, nó nói gì trời. Rồi ok luôn. Rồi đây thì em sang nha các bạn. Trời chua tao phải đưa là con đưa chay cả bạn đó. Có lại tại con này nó bự con quá, gần nó cọt 100 gram nó 4 kg rồi. Lá gì? Con gì? Gà. Con nồi đã tính á. Không có nào mà xàm bằng máy của Thái miền Tây. Đúng rồi, vua xàm luôn. Mày là đội trưởng đội khùng mà. Cái gì nữa? Lâu lâu khùng lần nha. Có ai xuống, có ai xuống vô từ giờ đó. Giờ ổng lên. Tôi nằm chết sỉnh. Dặn giọng nằm cái bình trình bình luôn coi kìa. Im lặng coi ngủ ủng hộ coi nheo quá trơn. Trời coi tâm mát giờ nãy rồi ngủ. Tâm xàm ấy, tâm mát gì. Ê. Trời trời đốt. Quỷ rồi. Gớt cái bình cái chắc lọt với hầm cái lửng luôn nổ luôn ơi. Đâu. Quay không phải. À thì cái anh ba. Trời ơi trời anh ba báo. Giờ anh ba báo anh nằm kìa. Còn bó tay luôn. Tới công chuyện rồi các bạn. Đủ mẹ hôm có 4-5 thằng mà nhậu 4-5 lít đó, hỏi sao bữa nay không nằm. Vậy đó hả? Trời ơi nhậu cho dữ vô. Rồi các bạn cùng xem. Đó thì hôm nay mấy anh em cắt xong hết rồi. Là trễ cắt xong hết, giờ anh em đang chuẩn bị xuống máy nha bạn. Ở đây thì phà Thái miền Tây đã xuống xong rồi bạn. Sáng giờ làm nhiêu công rồi? Ba mấy công? Ba máy.
ba máy hả? Ba máy công hả? Cái gì mà tịch? Rồi bây giờ thì đây các bạn, hai đồ thấy hầm gâu chưa, hầm gâu là nắm giật cái đáy gần luôn nè. Rồi bây giờ thì thấy miền Tây lái giùm máy cho Thanh Khoa luôn rồi. Ủa Thanh Khoa đi đâu rồi hả? Thấy miền Tây lại cái gì tịch giật rồi giật máy hả? Trời ơi, uổng vậy. Xe này của Thanh Khoa nha các bạn, hai đồ Thanh Khoa. Khoan xe nha. Rồi bây giờ thì anh em chuẩn bị xuống phà. Đây các bạn, rồi quay đầu luôn các bạn. Wow, hạ bên trường xuống. Ây cha, trời ơi, cái dốc của nó cao kìa má ơi. Dữ vậy. Rồi đây em Cường, tài xế máy kéo nha các bạn. Lái chào chào nghiêng nghiêng không? Thấy mình đây xuống phà của em Pha không đúng cách, bây giờ phải di chuyển lại các bạn. Tại vì không có quen ý đó rồi nó hơi nghiêng. Đó, bây giờ phải dời chích qua đây lại nha. Tài xế mềm quá mà. Ha. Mềm không? Mềm. Tại không có quen phà nha các bạn. Rồi. Cái mỏ. Bởi đúng là con ai nó dạy các bạn. Phà ai nó quen. Tại mỗi cái phà với mỗi cái chiếc máy nó đi đều khác nhau hết. Cho nên mình đi vài quận nó mới quen được. Chứ còn này em Thái mới qua xuống cho em pha lần đầu tiên, để chưa có quen được cái phà. Nên nó hơi khó đi xíu. Chuyển về bến hay gì? Ngon lành. Không biết anh em chuyển đi hay đậu đây nữa. Đó. Đó. Còn đây thì đội của Thái miền Tây. Hôm nay ở đây tới 3 máy lần, còn máy đằng kia thì của anh Ngọc, anh Phà, anh Hà lái nha các bạn. Ủa rồi đậu đây hay là đi? Đậu đây xíu sò đều. Chưa biết nữa hả? Để mình lại mình phỏng vấn anh Thái miền Tây mình nè. Ủa lý do làm sao mà xuống cái chiếc máy của người ta là sao mà xuống ngủ không ngon lành, là đi chạy tới chạy lui nhiều quận là sao? Dạ, bên hỏi à. Vậy là bên nó khác với bên mình á? Nó 3 mấy năm à. Hả? 3 mấy năm à.
Ồ, vậy là chạc, vậy là phà của pha nhỏ hơn của mình tới 3m6 hả? Bởi vậy cho hơi nhỏ hơn các bạn, bởi vì thấy miền Tây xuống mà phải lúc lắc luôn mà. Rồi vậy thì giờ anh em đậu ở đây nha các bạn, đậu ở đây chờ tí xíu nữa rồi để coi cây em pha mình đi coi đồng coi sao rồi mới tiếp tục chạy tiếp nha.